Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019 đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình Nhạc Lá Bồ Đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung Tâm Truyền Giáo Việt Nam. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi Nhạc Lá Bồ Đề. Câu chuyện do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Tú Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện trả lại cho xã hội chuyện do kim chi biên soạn tú linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi văn phòng viện trưởng đại học hava một ngày cuối thế kỷ 19 một cặp vợ chồng rụt rè xin gặp viện trưởng cô thư ký nhìn vẽ quê mùa của hai người khách chiếc quần sờn gấu của ông và bộ áo quần bình dân của bà liền trả lời viện trưởng rất bận chỉ tiếp khách có hẹn trước. Hai người khách nhất định xin được ở lại chờ vì có chuyện muốn gặp ông. Xế chiều, ông viện trưởng Hava sách cặp ra về, thì hai ông bà xin được thưa chuyện vài phút rằng người con trai duy nhất của họ vốn ước ao được học ở trường Hava đã mất lúc 16 tuổi vì bị bệnh, nên ông bà muốn dựng lên cái gì đó ở hava để tưởng nhớ đứa con Vì hiệu trưởng lịch sự thông cảm nỗi đau buồn của hai vị khách nhưng thờ ơ nếu ai có tang cũng muốn xây bia mộ ở đây thì hava sẽ thành nghĩa trang hay sao chúng tôi đâu có muốn xây bia mộ chúng tôi muốn xây tặng trường một giảng đường hay một nhà nội chú cho sinh viên để tưởng nhớ đứa con mà thôi nhìn họ trong dáng vẻ không có gì để gây ấn tượng ông bà có biết xây một giảng đường tốn tới hàng trăm ngàn đô la chứ đâu phải ít tiền đâu nghe câu đó bà vợ ngước lên nhìn chồng rồi nhỏ nhẹ nói nếu chỉ cần vài trăm ngàn là xây được giảng đường thì sao mình không xây luôn cả trường đại học cho nó đàng hoàng và hai ông bà đã cáo từ ra về chẳng bao lâu sau ra đời đại học stafford nơi trường sở trong số đẹp nhất nước mỹ và nơi đây cũng trở thành một trong ba đại học danh tiếng nhất vị hiệu trưởng kia đã không biết mình vượt tiếp hai vợ chồng tỷ phú stafford sau này trở thành thống đốc tiểu bang california câu chuyện có thật vì ông bà Leland và Jane Stafford bỏ tiền ra xây trường đại học. Đây đã trở thành huyền thoại. Với lời tri ân ông bà được khắc trên tường nơi đại sản chính của trường và nay chúng ta có đại học Stafford. Giai thoại Hava bị lỡ mất cơ hội được nhiều người kể lại bởi ở Hoa Kỳ này vẫn có nhiều chuyện hài hước về sự cạnh tranh giữa Stafford và Harvard. Nhưng tất cả những chuyện ấy cũng là để nói lên nhân sinh quan đặc biệt của người Tây Phương, nhất là ở những xứ ảnh hưởng văn hóa văn minh với phương châm được dạy dỗ và thấm nhuần rằng hãy trả lại cho xã hội những gì đã nhận được của xã hội. Khía cạnh văn hóa đó giải thích tại sao ở Hoa Kỳ và Âu Châu có những nhà tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett dành những ngân khoản khổng lồ làm việc từ thiện, tài trợ những dự án công ích cho xã hội. Đó là một yếu tố văn hóa, nhưng nó cũng giải thích phần nào cho sự phát triển kinh tế của những nước như Hoa Kỳ và các nước Âu Châu. Văn hóa văn minh đã tạo ra xứ tư bản Tây Phương Người Mỹ áp dụng những phương pháp hữu hiệu để kinh doanh để làm giàu, nhưng khi đã thành công rồi, nghĩ tới việc trả lại cho xã hội những gì đã nhận của xã hội. Khi Bill Gates trình bày với vợ con, việc lấy số tiền của mình là 40 tỷ đô la để lập quỹ từ thiện Bill Melinda Gates và chỉ để lại cho mỗi người con 10 triệu cả vợ ông và các con đều vui vẻ chấp nhận bởi vì họ được dạy dỗ thấm nhuần văn hóa và đạo đức từ nhỏ. Khi Bill Gates kể về quyết định của gia đình mình, Warren Buffett đã hưởng ứng ngay đóng góp phần lớn gia sản kết xù của mình cho quỹ Gates. trên 50 tỷ phú, đa số là người Mỹ, đứng đầu là Mark Zuckerberg đã noi gương Bill Gates, các trường đại học Mỹ hay Anh đều giàu có với những ngân sách khổng lồ, ngang với ngân sách của một quốc gia nhỏ mà chính phủ không tốn một đồng xu. Bởi vì nhiều cựu sinh viên khi đã thành công ngoài đời đều quay lại tự nguyện đóng góp. Đối với họ, đó là một chuyện đương nhiên, khỏi cần ai kêu gọi, không làm mới là chuyện bất bình thường đơn giản như vậy nhưng đêm áp dụng ở những nước khác rất khó phải bắt đầu bằng sự thay đổi văn hóa thay đổi tư duy thay đổi văn hóa không phải là chuyện một sớm một chiều đó là chuyện của hàng thế kỷ tinh thần trả lại cho xã hội giải thích tại sao vai trò của xã hội dân sự cực kỳ quan trọng trong các xã hội Tây Phương. Nó nhân bản hóa các xã hội tư bản ở Hoa Kỳ, chẳng hạn, tiêu biểu cho chế độ tư bản. Nó xoa dịu những bất công của một xã hội cạnh tranh, mạnh được yếu thua. Đó là hai khuôn mặt mâu thuẫn giữa tư bản Tây Phương, mâu thuẫn hay bổ túc lẫn nhau. Những quỹ tư nhân nhan nhãn khắp nơi với những số tiền nhận được ở khắp nơi gửi giúp trợ cấp học bổng chữa bệnh nghiên cứu khoa học phát triển nghệ thuật văn hóa giúp đỡ người nghèo người xa cơ lỡ vận theo nguyên tắc dạy người ta câu cá hơn là cho tiền mua cá người tây phương có tinh thần cá nhân chủ nghĩa nhưng không ích kỷ như chúng ta nghĩ rất nhiều người tích cực và nghĩ đến người khác coi việc giúp đỡ người khác cải thiện xã hội là một bổn phận. Họ không bi quan yếm thế, tai họa cá nhân không đánh gục họ, mà lại trở thành một động lực khiến họ lao đầu vào việc cải tiến xã hội. Hai ông bà Stafford khi mất đứa con đã quyết định từ nay tất cả những đứa con California sẽ là con của mình để tạo dựng Đại học Stafford nơi đây ngày nay vẫn sừng sững nguy nga tráng lệ là nơi học hành và vui chơi cho hàng vạn bạn trẻ được vinh dự là sinh viên Stafford không chìm xuống bởi quá khứ mà vươn lên vì tương lai để chung sức cải thiện xã hội. Đó là những yếu tố khiến xã hội Tây Phương thành công về mọi mặt, cả về kinh tế lẫn chính trị bởi vì dân chủ không phải chỉ xây dựng trên giấy tờ qua hiến pháp bầu cử luật lệ mà dân chủ được thực thi được bảo vệ được nuôi dưỡng bởi xã hội dân sự và tấm lòng bác ái của từng con người được thấm nhuần từ tuổi thơ ở xã hội đó trong cuộc đời không có ai mãi thành công mà không thất bại chuyện đời biến ảo luôn đến vào lúc ta không ngờ tới nhất, có khi đang vui lại phải buồn, có khi đang rầu rĩ lại gặp cảnh hân hoan, tất cả đều không sao đoán định được. Nếu có thể vững vàng đối diện với thực tại, đối diện với được mất, công danh lợi lộc đến và đi, cứ thản nhiên đón nhận, ấy mới thật là người tài trí. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc bồ đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.